Voice và đồng tâm, từ báo cáo đồng tâm đến nghi vấn về quan hệ giữa Voice với các đảng cánh tả. Sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, quá trình thu hồi khu đất sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã làm nảy sinh một vụ va chạm bạo lực, khiến 3 cảnh sát và một đối tượng bạo động là ông Lê Đình Kình tử vong. Nhân đó, nhóm hành động vì Đồng Tâm do Voice thành lập và điều hành đã soạn một bản báo cáo về vụ việc và gửi nó đến một số chính khách Âu Mỹ. Danh sách những người nhận báo cáo dường như xác nhận một giả thuyết cũ rằng Voice có quan hệ thân thiết với các đảng cánh tả phương Tây. Cụ thể, lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng 1 năm 2020, thay mặt nhóm hành động vì Đồng Tâm và nhà xuất bản Tự Do, Phạm Đoan Trang đã công bố một bản báo cáo bằng tiếng Anh về vụ nổ súng ở xã Đồng Tâm rạng sáng ngày 9 tháng 1. Báo cáo mang tên Trận chiến trên Đồng Xanh, một báo cáo về vụ tấn công làng Đồng Tâm dày 28 trang, tính cả bìa và mục lục. Trang cho biết, báo cáo này đã và đang được gửi đến các tổ chức nhân quyền quốc tế và đại sứ quán các nước tại Việt Nam nhằm kêu gọi sự quan tâm và vào cuộc của cộng đồng quốc tế đối với vụ việc bi thảm tại Đồng Tâm, trong nỗ lực tìm kiếm công lý cho các nạn nhân tại Đồng Tâm. Trang cũng viết rằng, nhóm hành động vì Đồng Tâm và nhà xuất bản Tự Do sẽ thường xuyên cập nhật báo cáo khi có thông tin mới. Khoảng nửa ngày sau thời điểm đó, sáng ngày 16 tháng 1 năm 2020, theo giờ Mỹ, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Việt Khang đã đại diện cho nhóm hành động vì Đồng Tâm để trao báo cáo cho dân biểu tình Alan Lauta, đồng chủ tịch Coalition Calls on Vietnam, tại văn phòng của ông này. Trợ lý của Lauta cho biết văn phòng sẽ tiếp tục liên lạc với nhóm hành động vì Đồng Tâm để nhận thông tin về vụ việc. Chiều ngày 17 tháng 1, Tường An cho biết sẽ chuyển bản báo cáo đến các dân biểu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Nghị viện châu Âu, INSTA. Nhóm của Tường An cũng sẽ tổ chức một cuộc biểu tình trước Quốc hội châu Âu trong lúc INSTA bàn về cuộc kiến nghị cho AFTA vào ngày 21 tháng 1. Ngoài ra, qua việc Tường An xin inbox để có bản báo cáo Đồng Tâm dạng PDF và xin inbox để có bản cập nhật mới nhất, có thể thấy Tường An tham gia nhóm hành động vì Đồng Tâm. Những hoạt động vừa nêu của nhóm hành động vì Đồng Tâm được cho là đã thúc đẩy dân biểu Úc Chris Hay lên tiếng tuyên bố chính thức vào ngày 16 tháng 1 và dân biểu EU Saskia Brickmont lên tiếng trên Twitter vào ngày 18 tháng 1. Brickmont dọa rằng hành động khủng bố và đàn áp người dân của chính phủ Việt Nam sẽ khiến Nghị viện châu Âu không phê chuẩn AFTA vào trong tháng 2. Vì bản dịch tuyên bố của Hay xuất hiện trên Facebook của Hà Vân, vợ của Nguyễn Anh Tuấn, một nhân viên Voice từng thực tập tại văn phòng của Hay, lúc 9 giờ tối ngày 16 tháng 1. Trước khi xuất hiện trên fanpage Voice Australia lúc 8 giờ ngày 17 tháng 1, nhiều khả năng Tuấn là người đảm nhiệm việc hoạt động Hay. Vì cả Lowenta, Dân Chủ, Hay, Đảng Lao Động, Brickmont, Đảng Xanh đều là cánh tả, đồng thời nhiều thành viên của Voice từng hoạt động bỏ phiếu cho các đảng cánh tả ở Úc và Mỹ, cần xem xét khả năng Voice có thỏa thuận với các liên minh nào đó của các đảng cánh tả phương Tây. Chẳng hạn, dân biểu của các đảng này có thể cung cấp thực tập và suất vận động chính sách cho Voice để đổi lấy lá phiếu từ cộng đồng mà Voice có ảnh hưởng. Trong khi Voice lệ thuộc vào quan hệ với đảng cánh tả phương Tây, độc giả có lý do để nghi ngờ rằng họ sẽ không viết về chính trị quốc tế một cách khách quan, công bằng và vô vị lợi. Thêm nữa, khi lợi ích của đảng này đối lập với lợi ích của Việt Nam, họ có thể sẽ không chọn phương án có lợi nhất cho dân tộc.